Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đam mê âm thanh. Trước mắt quý vị và các bạn là những bộ dây loa của Audio Mecca. Đây là một cái bản rất là đặc biệt và rất là hiếm mà tôi mới sưu tầm được anh em nhé. Dây này đã về được khoảng 3-4 ngày rồi và tôi cũng đã test và nghe thử rất là nhiều. Cũng cho những anh em chơi audio lâu năm nghe thử và trải nghiệm thì được một cái đánh giá rất là tích cực đến anh em. Thì ngày hôm nay muốn quay lên đây một cái video để giới thiệu đến mọi người về cái dòng dây này. Anh em thấy này, ở đây một bộ này là tôi đã DIY sẵn và cũng như là để cho anh em test thử của mấy hôm nay rồi mới quay lên, chứ không phải là tôi mang về là tôi giới thiệu và bán cho anh em luôn. Đấy, và đây thì tôi cũng còn khoảng vài ba bộ anh em nhé, với những cái chiều dài khác nhau như là 2,5 m này, 2 m, 3 m, đấy, tùy vào cái kích thước mà anh em yêu cầu. Như ngay trước mắt anh em thấy đây, quý vị các bạn thấy đây là cái bản dây loa này là nó sử dụng cái vỏ trong suốt anh em nhé, dụng vỏ nhựa gọi là teflon trong suốt, rất là chắc chắn. Đấy, một cái loại nhựa cao su tổng hợp mà thực sự là về cái độ chống nhiễu của nó là cực kỳ tuyệt vời và rất là dày dặn anh em nhé, rất là dày dặn. Và bên trong anh em có thể nhìn thấy này, ngay được hết những cái thớ và cái lõi đồng, nó sử dụng là cái loại đồng xoắn anh em thấy đấy, nó đi dây bên trong này chia thành hai vế anh em nhé. Và đây lõi đồng này tôi đã tuốt sẵn cho anh em xem. Con này là sử dụng công nghệ đồng OCC, anh em biết rồi, công nghệ đồng OCC là sử dụng ở những cái nước châu Âu rất là nhiều, và đây và nước Pháp cũng không là một ngoại lệ. Cái đồng OCC này nó cho cái tỷ lệ đồng tinh khiết cực kỳ cao, siêu cao luôn anh em nhé, và không phải nước nào ở trên thế giới cũng có thể sản xuất và điều chế được cái công nghệ, cái luyện kim đưa ra cái loại đồng này, và cho nên là cái âm thanh mà nó mang lại thì thực sự là rất là tuyệt vời anh em nhé. Cái hệ số méo tiếng của cái dây này gần như là bằng không anh em nhé, gần như là bằng không. Tôi đã test thử trên rất nhiều những cái cặp loa rất là đắt tiền rồi của những anh em chơi audio, anh em nghe thử một thời gian thì anh em cho cái đánh giá rất là hay. Dây này thì không mềm lắm anh em nhé, cũng tương đối. Đấy, cũng tương đối. Dây này thì thứ nhất là cắn chống cái gọn chuột, chiếc thứ cắn là rất là đảm bảo cho anh em. Và thứ hai là rất là đẹp. Đây, bên ngoài nhìn thấy cái từ vỏ, nhìn thấy lõi luôn, những cái lõi đồng xoắn chạy song song theo cái chiều dây mà được chia ở đây và tách biệt bởi một cái giữa. Anh em thấy rất là đẹp. Bản này thì để mà tuốt được cái dây này thì cũng rất là khó đấy anh em nhé, vì cái lõi đồng này, cái bản đồng OCC này thì cái lõi nó phải gọi là nó rất là mỏng đấy, nhưng mà cái độ chi tiết thì cực kỳ tuyệt vời, và cái dải trầm xuống rất là sâu anh em nhé, dành cho những em nào thích đều ba dải nhưng mà lại hơi thiên trầm một chút. Đấy, thiên trầm một chút, nghe nó trầm, nó ấm xuống, nó sâu, nó lực, thì cái dây này là một cái lựa chọn không thể nào tuyệt vời hơn được cho anh em nhé. Đây một bộ này, bộ này thì được tôi DIY giá 2,5 m và tôi DIY đầu rắc lắm, bắp chuối xịn, bắp chuối carbon anh em biết rồi, dây xịn như thế này, những cái bản dây hiếm như thế này thì lại phải làm kèm những cái đầu rắc xịn đấy, để nó đúng được với cái chất lượng của nó anh em nhé. Em thấy đấy, đầu rắc carbon, răng cưa, bắp chuối chống gãy gập cực kỳ xịn và cho cái độ tiếp xúc siêu chắc chắn anh em nhé. Đây, cầm trên tay này, những cái bộ dây này mà anh em bày trí trong những phòng âm thanh, những cái dàn âm thanh cao cấp và đắt tiền của anh em, thì khi mà nó lên hình hay là bất cứ một vị khách nào hay kể cả người nhà nhìn thấy thì đều cũng phải trầm trồ anh em nhé, đều trầm trồ khi mà có một cái bộ dây loa nó đẹp đến như này, mà cái chất lượng mà nó mang lại thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Đồng OCC, công nghệ của châu Âu sản xuất, đặc biệt là đây là một thương hiệu Audio Mecca của Pháp rất là nổi tiếng. Cái dây bãi như thế này tôi sưu tầm được thì tôi sẽ để cho anh em với một cái mức giá rất hấp dẫn anh em nhé. Anh em cùng theo dõi đến cuối video này. Đấy, và chiều dài thì như tôi nói rồi, có những cái chiều dài 2 m, 3 m, 2,5 m, tùy vào anh em có bao nhiêu thì anh em yêu cầu bao nhiêu thì anh em liên hệ với tôi để tôi gọi là xem có bao nhiêu để phục vụ anh em nhé, xem có chiều dài để đáp ứng cái nhu cầu của anh em. Anh em thấy không còn nhiều đâu anh em nhé, dây sưu tầm về phải nghe rất là lâu rồi, phải test anh em thấy đây, nhưng mà đồng xoắn tôi chưa bao giờ thấy được một cái dây nào mà lại có một cái công nghệ nó làm nó đẹp như thế này, rất là tuyệt vời. Anh em thấy cái lá đồng của nó, cái màu đồng này nó thực sự là như là một cái màu vàng hồng, nó rất khác so với cái gọi là những cái loại đồng thông thường ở trên thị trường. Em thấy anh em có thể thấy, và họ làm cái đồng xoắn đi trong được cái dây như thế này thì thực sự là công nghệ nó quá là kinh khủng anh em nhé, công nghệ quá kinh khủng. Cho cái chất âm tôi cũng nghe thử cực kỳ mê luôn, đánh bất cứ một cái con âm ly nào, cái dài thứ nhất nó chi tiết đều ba dài, truyền dẫn chống nhiễu tuyệt vời, và thứ hai một cái điểm mà tôi ưng ý nhất là cái dài trầm, tôi ưa thích cái dài trầm, cho cái dài trầm nó đánh xuống rất là sâu, cực kỳ sâu và ấm, đánh tức ngực luôn anh em nhé. Anh em nào mà đang muốn bổ sung cái dài trầm trong cái dàn âm thanh của mình thì đây là một cái lựa chọn mà không thể nào bỏ qua được, quá là hấp dẫn rồi. Và cuối cùng sẽ là cái mức giá mà một cái cặp 1 m dây này tôi để cho anh em với một cái mức giá là rất là hợp lý, chỉ 280.000 đồng 1 m, bản dây là Audio Mecca siêu trầm anh em nhé, bản dây đồng OCC
chỉ 280.000 đồng một mét. Quý vị và các bạn muốn làm một bộ bao nhiêu mét thì nhân với số tiền lên 2 mét, 2 mét rưỡi hay 3 mét thì nhắn cho tôi anh em nhé. Và nếu mà làm thêm đầu rắc đây, với một bộ đầy đủ đầu rắc như thế này, dài 2 mét rưỡi và đầy đủ đầu rắc bắp chuối, răng cưa như thế này sẽ có giá là 2.040.000 đồng anh em nhé. Tiền dây là 1.600.000 rồi, và cộng thêm 640.000 đồng tiền 8 đầu rắc này nữa. Anh em muốn làm loại đầu rắc bãi thường, bắp chuối mạng vàng loại thường thì tôi cũng làm được hết anh em nhé. Tùy vào cái nhu cầu và cái mục đích sử dụng của anh em, hoặc anh em để hai đầu trần cũng vẫn được anh em nhé, vẫn hoàn toàn ok. Đấy, tôi sẽ vút tiếp vào đầu cho anh em cũng được, hoặc để anh em chơi trần. Đấy, anh em nhé, giá chỉ 280.000 đồng một mét thôi, và số lượng thì có hạn, có rất ít thôi anh em nhé. Anh em nào muốn những sưu tầm hay là muốn mua và trải nghiệm những cái bộ dây loa độc đẹp và lạ như thế này thì vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi qua số điện thoại là 0931655426, hoặc kết bạn qua Zalo. Và mọi thông tin chi tiết và liên hệ tôi sẽ để ở dưới phần mô tả của video anh em nhé. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu thấy video này hay và yêu thích sản phẩm này, đừng quên bấm vào nút like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và chia sẻ video đến mọi người. Còn bây giờ xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả ở một video tiếp theo. Xin chào.